Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 1 giờ chiều của ngày thứ 6, ngày 20 tháng 10 năm 2023. Và xin thưa với các bác, chúng ta quay trở lại câu chuyện Ngọc Trinh một tẹo. Bởi vì báo cáo với các bác là nhiều bác bảo tôi quay xe, nhưng mà thực sự thì tôi không quay xe. Cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm rằng là Ngọc Trinh không đáng để mà bị, có thể nói rằng là bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng. Đó là quan điểm của tôi và tôi sẽ phân tích cho các bác là tại sao. Mong rằng là các bác ủng hộ kênh, đăng ký like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Ở một số video thì tôi sẽ để cái link chính thức là kênh Trang Trang TV 8 ở phía dưới. Các bác vào kênh này để chúng ta comment bình luận, nó sẽ dễ hơn nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tôi xin chia sẻ đôi điều các bác thế này. Đối với Ngọc Trinh ấy, thì bị vì cái tội là gây rối trật tự công cộng. Gây rối trật tự công cộng. Và có thể nói rằng là trên không gian mạng, đó, nhưng mình dùng cái từ là trên không gian mạng, cơ quan chức năng, cơ quan điều tra thì đã dẫn ra rất nhiều, bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lượt lưu video trên những tài khoản nào của TikTok, của Facebook vân vân. Để từ đó rằng là thấy rằng là Ngọc Trinh là xin thưa với các bác là gây mất an ninh trật tự. Để vào từ đó để có thể là hình sự bằng cách rằng là khởi tố và bắt tạm giam. Cá nhân tôi thì cho rằng cái mức này nó hơi quá nặng. Đó. Bởi vì một sự kiện ở trên mạng á, nó vừa mang tính tích cực nhưng cũng vừa mang cái tính tiêu cực. Có mấy cái để tôi phân tích cho các bác, đầu tiên là như thế. Một cái video clip mà Ngọc Trinh đi xe như thế này, nó vừa mang cái tính tích cực nhưng cũng vừa mang cái tính tiêu cực. Tích cực ở đây nó là cái gì? Đó là rất nhiều người đã bất mãn, có thể nói rằng là đã phản ứng với cái video này. Và họ đã bình luận và họ nói rằng là như thế này thì quá nguy hiểm, như thế này thì làm ảnh hưởng không tốt cho giới trẻ, như thế này là không đáng, vân 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 nọ kia. Thế thì tất cả những comment đó nó sẽ định hướng giới trẻ và mọi người là phải theo được những hành vi đúng đắn, chứ không ai đi theo những hành vi kiểu như là cô Ngọc Trinh này. Mặc dù là cô quay video, cô biểu diễn tại một cái nơi mà nó không có người mấy, nó không phải là nơi lưu thông công cộng. Đấy là chúng ta thể thấy rằng là tích cực. Còn về mặt tiêu cực hay mặt cái hậu quả thì rõ ràng với cái kết luận của cơ quan, nghĩa là với cái căn cứ cơ quan điều tra là ảnh hưởng xấu tới giới trẻ vân vân nọ kia, thì phải chứng minh được cái hậu quả. Tức là những hành vi của cô này có mang tính kích động hay không, có mang cái kêu gào mọi người là làm theo hay không, và nó có để lại, đặc biệt nó để lại cái hậu quả gì hay không. Đó, ví dụ như là một cậu trẻ, cậu ấy bắt chiếc cô Ngọc Trinh lái xe rồi là làm những cái tư thế như thế vân vân, và cậu ta bị ngã và có thể là bị tử vong, thì khi chứng minh được cái điều này thì rõ ràng cái hành vi của cô Ngọc Trinh này là vi phạm pháp luật. Đó. Thế nhưng mà nếu mà chưa chứng minh mà chỉ có nói rằng là có nhiều dư luận xấu rồi ảnh hưởng nó kia, thì tôi cho rằng đấy là một cách cái chủ quan duy ý chí. Cho nên ấy, khi mà sự việc như thế này, nếu mà cái phần hậu quả nó rất là quan trọng, cái phần hậu quả rất quan trọng, cho nên là phải chứng minh được đó, chứ không chỉ là bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lượt share, bao nhiêu lượt cảm nghĩ. Bởi vì là một hành vi như thế thì nó cũng mang tính tích cực chứ, nhưng chúng ta gọi là giáo dục ngược ấy. Đưa ra một cái tấm gương xấu, đưa ra một tấm gương xấu để rồi là dặn lớp trẻ là đừng có làm theo bọn nó, thì đó là cái mà chúng ta thấy. Và cái việc này hoàn toàn có thể rằng là, thứ hai là hoàn toàn việc này là có thể chỉ ở mức là vi phạm hành chính và phạt hành chính ở cái mức nặng nhất là cái mức khoảng 50 triệu đồng. Như vậy thì chính quyền cũng thể hiện được cái thái độ của mình, đó là không ủng hộ những cái hành vi xấu xí như là cô Ngọc Trinh, như là cô Ngọc Trinh đã làm, đúng không ạ? Thế thì bây giờ vấn đề chúng ta thấy rằng là hành vi này thì phải đáng lên án và nó cần phải có sự chung tay của tôi, các bác, mọi người. Và chúng ta đã lên án điều này rất nhiều lần, đúng không ạ? Điều này rất nhiều lần. Và ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là cô Ngọc Trinh cũng bị mọi người phản ứng rất kinh khủng. Đó. Thế thì có nhiều người nghe theo cô Ngọc Trinh, nhưng cũng có nhiều người là nghe theo chúng ta. Chúng ta để lại những comment, chúng ta để lại những bình luận, chúng ta để lại những cái phê phán như thế. Tức là cũng mang cái tính giáo dục cho những người khác vào đọc, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái mà chúng ta thấy cái câu chuyện này. Câu chuyện thứ ba mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà bắt khởi tố Ngọc Trinh ấy, trong một cái điều nó chưa rõ ràng. Điều nó chưa rõ ràng. Và có thể nói rằng rất nhiều công ty luật cũng đã phải kiến nghị cái điều này.
Tôi chỉ xin chia sẻ với các bác bên công ty luật Minh Khuê nhé. Chúng ta sẽ xem cái chỗ này. Luật Minh Khuê nhé. Là chúng ta thấy có hẳn một cái câu như thế này. Đây. Tội gây rối trật tự công cộng thì hình phạt như thế nào? Thì đây là cái tra cứu cho luật Minh Khuê. Và ở đây thì nó là chủ thể của tội gây rối trật tự, rồi là khách thể về mặt khách quan, về mặt chủ quan, đặc biệt là cái phần liên quan tới an ninh trật tự ấy, các khung hình phạt như thế này. Đó. Từ 2 cho đến 7 năm. Đó, có tổ chức, có vũ khí, xúi dục người khác gây rối vân vân, tái phạm nguy hiểm. Thế nhưng luật Minh Khuê cũng nói một cái câu rằng là tuy nhiên hậu quả của việc gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng, tức là cái cụm từ là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì hiện nay vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn hay quy định cụ thể. Mặc dù là Bộ luật Hình sự năm 2015 thì đã có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 2018. Điều này thì đã gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực tiễn áp dụng pháp luật về tội gây rối trật tự công cộng. Vì vậy thì để làm rõ hơn cái tội gây rối trật tự công cộng thì trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn trả lời á, hướng dẫn áp dụng á, thì vẫn nên áp dụng trường hợp là gây hậu quả nghiêm trọng theo hướng dẫn tại mục 5.1 tại nghị quyết 02/2003 của Hội đồng Tư pháp để xử lý với những hành vi gây rối trật tự công cộng đó. Và chúng ta thì cũng biết rằng là cái nghị quyết 02/2003 của Hội đồng Tư pháp thế này thì nó có một cái dòng nó rất là có thể nói rằng là rất là lạ ở cái mục 5.1 đó. Nó không ở trong cái điều nào khoản nào đó, nó không ở trong cái điều nào khoản nào. Và xin thưa với các bác thế này, nó có một cái cụm từ thế này: ngoài các hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khỏe và tài sản được hướng dẫn ở bên trên thì thực tiễn cho thấy vân vân, thì còn có hậu quả phi vật chất. Phi vật chất ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội, chấm chấm. Và trong các trường hợp này thì tùy vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ hậu quả của tội phạm gây ra là nghiêm trọng hay không. Thế thì chúng ta dùng cái từ là tùy, cái từ tùy, tức là nó làm cho câu chuyện của tôi nó rất là kỳ lạ. Tùy, giống như kiểu tùy anh muốn làm thế nào cũng được, anh muốn làm A cũng được, anh muốn làm B cũng được. Thế thì rõ ràng nó là pháp luật, nó không phải là điều chỉnh hành vi nữa, mà lúc này nó lại trở thành cái ý chí chủ quan của một số người trong cơ quan tố tụng. Ý chí chủ quan tức là tôi vui thì tôi để thế này, và tôi không vui thì tôi để thế khác. Như vậy nó sẽ không có mặt thống nhất. Nó sẽ không mặt thống nhất. Và quyền lực nó được trao cho cái người tiến hành tố tụng. Đó. Tức là những người ta mang tên là điều tra, kiểm sát và xét xử. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái từ tùy, từng trường hợp cụ thể để nghiên cứu, thì rõ ràng cái hậu quả chứng minh nó có thể rằng là bất cứ một thứ gì. Vậy thì rõ ràng cái vấn đề luật như thế này là nó sẽ có thể nói rằng là rất là mập mờ và cũng có thể rất là dễ để mà gây oan sai. Không ai ủng hộ ảnh, tôi tin rằng trên kênh Nhân Trang TV không ai ủng hộ cô Ngọc Trinh cả. Thế nhưng mà với quan điểm cá nhân thì trong nhiều vụ việc liên quan tới pháp luật tư pháp thì tôi có quan điểm cá nhân của mình, đó là tội của cô này chỉ nên dừng ở mức độ hành chính để thể hiện rõ quan điểm, và phải dùng cộng đồng để đấu tranh với những hành vi xấu xí như thế. Tức là kênh Nhân Trang TV sẵn sàng đồng hành để mà phê phán những cái hành vi này, đúng không? Và cố gắng để không hình sự hóa những cái hành vi như thế. Nhưng chúng ta sẽ phải dùng văn hóa tử tế để chúng ta đối chọi lại họ. Đối chọi lại họ. Một công đôi việc. Đúng không? Vừa lan truyền được những cái thứ tử tế và vừa có thể nói rằng là những hành vi xấu xí này là phải nghỉ đi. Việc áp dụng tình tiết hình sự cho cô này thì tôi nghĩ rằng là quá nặng. Quá nặng. Bởi vì nhiều người sẽ nói. Ví dụ, nếu áp dụng theo cái quan điểm như vậy á, thì việc một cái video clip của một cái vị phó giám đốc sở tài nguyên của Ninh Bình vừa rồi á, chửi người dân và dọa giết người dân đó, và sẵn sàng đi tù, thì hành vi đó có được coi rằng là gây rối trật tự công cộng hay không? Đó, gây rối trật tự công cộng hay không? Bởi vì nó mang cái hình ảnh rất là xấu xí với hàng ngàn hàng triệu cái lượt xe trên mạng xã hội, có đúng không ạ? Và rõ ràng cái hành vi của vị phó giám đốc sở đó cuối cùng là chỉ bị kiểm điểm thôi và xin lỗi là xong, thậm chí còn không có xử phạt hành chính, không có kỷ luật, không có hình sự. Và chúng ta thấy rất nhiều những cái vị công chức nhà nước là thậm chí ở trong những quãng đường và gây ách tắc giao thông. Ví dụ như một cái vị trưởng công an phường
vừa rồi ở Quảng Ninh thì phải. Thì chúng ta thấy rằng là đứng ở đó dọa là tao là công an phường gây ách tắc giao thông, say rượu lái xe vân vân, nhưng có bị xử lý hình sự hay không? Thì rõ ràng là anh ta không bị xử lý hình sự đó. Thế nhưng mà rất nhiều người, đấy là những người có quan hệ vân vân gì đó, còn những người không có quan hệ thì sao, đúng không ạ? Thế cho nên pháp luật nó phải thống nhất. Nếu như đã xử lý những cái trường hợp như Ngọc Trinh thế này thì chúng ta cũng nên xử lý tiếp những cái hành vi của một số vị quan chức là cũng bị như thế, và một số người khác thậm chí là trên mạng đe dọa đánh chửi nhau, hô hào hẹn nhau đi đến đâu chỗ nào đó, nghe mà thấy kích động. Trang TV chưa bao giờ kích động ai nha các bác, và chúng ta chỉ đâu đó chúng ta sẽ ngồi phân tích. Thế thì rất nhiều trường hợp như thế thì có nên xử lý hay không, đúng không ạ? Và họ cũng có những cái video clip đấy hàng triệu lượt view ấy, chứ không phải đơn giản đâu. Thậm chí là có những cái clip nó còn nhiều hơn cả cô Ngọc Trinh này đó. Vậy thì xử lý thế nào đó. Cho nên pháp luật nó phải ứng dụng một cách có nguyên tắc, nó hơi cứng nhắc nhưng mà nó phải có nguyên tắc để mà lúc này ai cũng có thể là hiểu được pháp luật và không vi phạm về hành vi đó. Chứ bây giờ nó lại phụ thuộc vào bên phía của một số con điều tra, nghĩa là đúng cũng được, nghĩa là tùy từng trường hợp. Thế thì lúc này quyền lực quá lớn, nghĩa là xử cũng được và không xử cũng được. Thì chúng ta phải có cái nguyên tắc, giống như trước đây một vị tôi hay chia sẻ với các bác lãnh đạo an ninh, trong trường hợp bắt cũng được mà không bắt cũng được thì kiên quyết không bắt, dùng cái từ là kiên quyết không bắt, tức là nghiêng về cái phía không bắt. Còn giống như là bên phía của bên các nước khác thì người ta gọi là suy luận vô tội, đúng không ạ? Thì tất cả thứ này chúng ta cần phải suy nghĩ. Đôi điều tâm sự các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.